Ok các bạn, mình đã cắm thiết bị âm đi này vào Marzang PM7004 vào hệ thống âm thanh nhé. Và bây giờ mình sẽ bật mình test thử nhé. Ở hiện trạng máy này thì lúc mới mua thì bật nguồn nhưng mà nó không đóng dây le cấp cho nguồn chính. Và bây giờ nó đã cấp này. Đây, điện đã vào này. Và mình sẽ... sẽ sử dụng mình lấy đường vào là tín hiệu CD này, nó đóng CD và để mình bật loa nha. Ok. Phần sửa âm ly Marzang PM7004 đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video, mong các bạn để lại một like, một chia sẻ để kênh và fanpage ngày càng vững mạnh và phát triển. Mong các bạn đăng ký kênh để chúng ta cùng đồng hành ở trong các thiết bị sau nhé. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, trân trọng cảm ơn.